Xin chào tất cả các bạn, mình là Hải Nguyễn. Hiện tại thì mình đang là sáng lập của trang beginguru.com, là một cái blog chia sẻ về khởi nghiệp và cách huy động vốn cho các nhà sáng lập. Ngoài ra thì mình cũng đang là thành viên trong ban giám đốc của khá là nhiều các cái công ty về khởi nghiệp công nghệ như là VinCSS, công ty an ninh mạng thuộc VinGroup, Meta365, công ty về mảng phân mảnh bất động sản, Ocua, chuỗi nhà hàng về hải sản. Có một điều khá là hay là trước khi mình tốt nghiệp đại học IMIT Hà Nội thì các thầy cô vẫn còn nhớ mặt mình là có một môn mình gọi là kiểm toán auditing, mình trượt môn đấy phải 3 lần. Nhưng mà cái hay là đây là bây giờ mình lại làm giám đốc tài chính của khá là nhiều các cái công ty mà mình lại tham gia. Thì trong lúc học tại trường ấy, mình không có đi làm tại bất cứ đâu. Thật ra lúc đấy mình quan niệm là ok, thời gian thì nó cũng hữu hạn thôi. Mình dành được nhiều thời gian với những cái bạn bè của mình ở trường. Thì đây mình tin là những cái mối quan hệ nó chất lượng nhất. Thì trong cái quá trình mình làm sinh viên thì mình có lập ra một cái câu lạc bộ, nó gọi là MIT Dance Club, câu lạc bộ nhảy, và nó tổ chức những cái event, hồi đó là Hà Nội Jam, gọi là cái event lớn nhất trong giới hip hop sinh viên thời đó. Và từ những cái hoạt động này mình phải học tất cả là từ cái việc là đi huy động tài trợ, có thể là tiền thân của việc huy động vốn bây giờ, rồi phải sắp xếp các nguồn lực đội ngũ với nhau, cũng coi như là một công ty thu nhỏ. Thật ra là lúc đó làm xong cái hoạt động chương trình đấy thì mặc dù là nó thành công vang dội về mặt tiếng tăm, nhưng mà nó lại là một cái thất bại về mặt tài chính cho mình lúc đấy. Câu lạc bộ tổ chức xong thì nợ tầm khoảng hơn 100 triệu, thì tức là nó cũng phải kéo theo một cái thời gian từ lúc mình tốt nghiệp thì cũng phải trả nợ dần dần mới hết được cái số đấy. Thì đấy nó cũng gọi là một cái bài học đầu tiên cho mình biết như thế nào là cái cảm giác đứng mũi chịu sào một cái chương trình rồi một cái đội ngũ, thì là đến bây giờ nó là cái tiền đề để cho mình khởi nghiệp như hiện tại. Công việc đầu tiên của mình là bán nội y cho chị em nữ, nhưng mà công ty đấy thì thất bại. Sau đấy thì mình lại làm trong cái mảng là về truyền thông và thiết kế. Công ty đấy sau một thời gian mình tham gia cũng thất bại. Thì tiếp đến mình tự khởi nghiệp riêng công ty của mình, lúc đó là một công ty về mảng sản xuất video quảng cáo, chuyên tập trung vào là sản xuất các viral video trên YouTube. Cái công ty này thì nó tạo ra cái lợi nhuận đủ tốt để mình khởi nghiệp một cái công ty tiếp theo về mảng công nghệ tên là Canavi. Nó là về mảng kết nối các cái công việc tuyển dụng, tập trung các công việc cho nữ giới. Thì hiện tại mình bắt đầu đa dạng hóa danh mục các công ty mà mình tham gia cùng. Thì cũng khá là vui là lúc săn úp các bạn ấy cùng tham gia một cái chiến dịch, là bên đấy thì là sản xuất các video cho bên Thỏ Bảy Màu. Thì lúc đấy là họ huy động vốn hoạt hình con thỏ, thì họ làm cùng với đội Thỏ Bảy Màu thì nó huy động vốn thành công, là một trong những cái chương trình crowdfunding về animation thành công nhất tại Việt Nam lúc đấy. Thì đấy là mình thấy là những cái thành tựu cái công ty mà mình tham gia, mình hỗ trợ được cho họ. Và bây giờ như các bạn có thể thấy là mình tham gia rất là nhiều ban giám đốc của các cái công ty về khởi nghiệp tập trung chính tại Việt Nam. Nhà đầu tư một năm người ta xem cả ngàn cái hồ sơ, nhưng mà người ta chỉ chọn được khoảng 3 đến 4 cái công ty để đầu tư thôi. Thì tức là làm sao để mình làm được trong một số 0,0 mấy% đấy, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đi huy động vốn, làm sao chúng ta huy động được vốn? Thường thì trước khi mình đi huy động vốn ấy, thì hầu hết các nhà sáng lập người ta cứ nghĩ là mình sắp hết tiền rồi thì mình đi gọi vốn, mà thường là không gọi được, chết. Bởi vì là các nhà đầu tư thì người ta cầm tiền đầu tư thì người ta cũng không phải là những cái người ngờ nghịch không biết gì, người ta chỉ muốn đầu tư vào những cái công ty nó đang tăng trưởng tốt, dòng tiền vững mạnh, và vốn người ta bơm vào là chỉ để giúp công ty nó phát triển nhanh hơn. Thì hầu hết tất cả những công ty mình tham vào ra vào ấy, trước khi mình đẩy họ đi huy động vốn mạnh thì mình dành rất là nhiều với họ là trong cái việc là tái cấu trúc lại cái mô hình kinh doanh để làm sao là nhận vốn vào thì nó sẽ tăng trưởng được. Ví dụ như mình bảo mỗi công ty mình tham gia hồi đấy các bạn thấy là như vô cua đấy, thì hồi đó doanh thu họ tăng nhanh, họ ký được những cái đơn lớn bán hàng vào cho cung cấp cho chuỗi siêu thị lớn ở Việt Nam, thì đó là Big C. Nhưng mà bán vào siêu thị thì các bạn biết là công nợ nó rất là dài, một vài tháng, thì bạn càng bán được bạn càng bị lỗ cái tiền nhiều, vốn các bạn bị trường vào lắm. Thì tức là về cơ bản thì cái mô hình đấy nó không hiệu quả, mặc dù là bán được hàng nhé. Thì sau đấy bọn mình tham gia vào, bọn mình đổi lại cái mô hình là mình mở nhượng quyền. Thì mở nhượng quyền có cái hay là các bên mua xong họ set up tất cả các thứ bọn mình không phải set up này, họ gửi cho bọn mình thêm các cái chi phí về set up đào tạo, họ vừa gửi đơn cho bọn mình nhập hàng phát, người ta chuyển tiền luôn cho bọn mình, tức là bọn mình có được ngay cái dòng tiền nó về ngay lập tức trong ngày. Thì tức là nó xoay vòng vốn tốc độ lên gấp vài ba chục lần luôn. Thì tức là bọn mình thấy mô hình này càng mở rộng thêm nhiều địa điểm thì nó dòng tiền dương nó sẽ càng nhiều. Các bạn có thể thấy rất là nhiều các cái bài báo thực tế là bọn mình xuất khẩu đi thị trường Mỹ nó thành công, thì mình cũng có các cái đối tác người ta chuyển ứng tưởng tiền trước cho bọn mình luôn. Thì tức là bọn mình càng tăng được công suất lên thì cái dòng tiền nó càng dương nhiều, bởi vì cái sản phẩm bọn mình lại cấp đông bán được đi thị trường Mỹ, thì bây giờ bán ngược lại Việt Nam mọi người lại thích mua. Thì tức là đây là mình tạo ra được cái thị trường riêng cho mình, như vậy thì nó ổn và nó tốt. Thì đấy là với một case như là Vocua. Nếu các bạn gọi vốn vào mà công ty
chưa hấp thụ được. Các bạn gọi lại gọi càng nhiều vốn vào nữa thì cái khả năng cao là có khi công ty tuần chết nhanh hơn. Bởi vì là khi công ty của các bạn ấy mà đang chưa đủ tốt, các bạn hấp thụ một lượng vốn lớn vào, nhà đầu tư người ta sẽ thúc các bạn phải dùng tiền ngay lập tức. Và lúc đấy các bạn sẽ phải dùng cái tiền đấy để làm phình to với một cái mô hình kinh doanh không hiệu quả. Cái sai lầm thứ hai thì gọi là các nhà tuyển dụng của công ty mình mắc cái lỗi đấy, nó gọi là overhiring, tức là tuyển dụng quá mức. Và thường là khi mình gọi được vốn vào rồi, mình sẽ rất là thích tuyển những cái nhân tài tài năng từ những cái công ty lớn người ta tham gia vào. Tuy nhiên thì cuối cùng bọn mình vẫn thấy là tuyển vào rồi nó không ra số. Nên là thông thường mình làm việc với các nhà sáng lập bia, mình rất là giới hạn họ kể gọi được vốn, để tuyển dụng cũng không tuyển dụng thêm quá nhiều, mà mình chỉ bảo họ làm sao nghĩ ra những cái cách tăng trưởng mà mình không cần thêm nhân sự quá nhiều. Một công ty của mình là flyer, mình hỗ trợ cho đấy thì các bạn tăng trưởng là bằng cách đẩy các cái sản phẩm về công nghệ edtech giáo dục cho các cái đại lý đi bán, cộng với cái việc là mình xây SEO, search engine trên Google nó lên đứng đầu vị trí. Thì bây giờ khi nó đã đạt được hiệu quả rồi, các bạn gọi vốn được nhiều vào, họ tiếp tục đẩy vào những kênh đấy thì nhân sự bọn mình tăng lên gần như nó không đáng kể, nhưng mà doanh thu nó có thể x3 x5, nên nó tốt hơn rất là nhiều. Thường là mình khuyến khích cái founder và CEO của công ty đấy là người ta tự tin hơn về các cái quyết định của họ. Vì thường là mọi người cứ nghĩ là tôi điều hành công ty lâu rồi, bây giờ các cái nhà đầu tư của đông người ta có kinh nghiệm lâu năm hơn, người ta vào nói này nói kia mỗi ông một ý, biết đâu họ nói đúng. Tuy nhiên khi mà người ta nói mà mình phân vân, mình làm không quyết liệt, thì thà rằng cái nhà sáng lập đấy người ta quyết định làm theo cái ý của họ nó thật nhanh, thật quyết liệt, để người ta biết được là trong ngắn hạn đấy nó có ra kết quả hay không, thì mình tự push cho họ cái tư duy là làm tất cả các thứ nó phải thật là tốc độ. Tức là thường một cái quỹ đầu tư thường là người ta có vòng đời là 10 năm, 3 năm đầu người ta tích cực giải ngân. Thì tức là nếu mà các bạn gặp quỹ đầu tư, một quỹ đầu tư ở năm thứ nhất người ta vừa bắt đầu giải ngân, người ta đầu tư vào các bạn, thì các bạn sẽ thấy là 3 năm đầu tiên người ta rất là thoải mái, người ta không có thúc giục các bạn cái gì. Nhưng mà trong cái vòng gọi vốn đấy, các bạn lại gọi một quỹ đầu tư mà nó đã hoạt động được khoảng 3-4 năm rồi, tức là người ta đang ở vào cái giai đoạn cuối, người ta đã giải ngân hết tiền và bắt đầu người ta ở vào cái giai đoạn là phải thúc các startup làm sao để người ta bắt đầu thoái vốn được. Thì tức là các cái hành động họ tư vấn cho mình là đã khác hoàn toàn rồi. Thế nên là nhiều lúc trong các cái công ty ấy, người ta trong ban giám đốc người ta cần một cái gọi là thành viên hội đồng quản trị độc lập chẳng hạn, là cũng không đứng về phía nhà sáng lập, cũng không đứng về phía quỹ đầu tư, ông ấy chỉ ngồi ở đấy ông xem là với công ty như thế này thì làm sao nó tốt nhất, ý kiến làm sao cho nó tốt nhất để người ta đưa ra quyết định cùng với đội ngũ của cả hai phía. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải có một cái quản trị rủi ro là trong trường hợp chúng ta chưa gọi được vốn ngay thì làm sao cái mô hình kinh doanh này nó phải tự đủ để nuôi được công ty. Thì mình thấy là các nhà sáng lập người ta có được cái tư duy như vậy rồi, đi gặp nhà đầu tư người ta cũng tự tin hơn. Trong cái việc là tôi đàm phán với các ông ý và mình tự tin như vậy thì nhà đầu tư người ta mới bị thuyết phục và hấp dẫn bởi các cái nhà sáng lập, và người ta muốn theo dõi mình. Đến khi mình đủ tốt, thị trường nó chính thức nó quay trở lại cái sự mạng đấy của mình rồi, thì bắt đầu là mình gọi vốn nó thành công thôi. Mình thường là khuyến khích các nhà sáng lập người ta chia sẻ nhiều hơn với đội ngũ của công ty cộng với cộng đồng thông qua là những cái bài viết cá nhân hay video người ta chia sẻ. Các bạn có thể thấy với những công ty mình tham gia vào như kiểu VinCSS, rồi DG Art hay Vocua, các bạn có thể thấy là các founder đấy từ cái giai đoạn mình tham gia vào thì các cái founder kia người ta tích cực chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội rất là nhiều. Thì từ những cái chia sẻ đấy thì người ta định vị được là vừa là một chuyên gia trong ngành, có được thêm nhiều khách hàng và nhà đầu tư tìm tới. Và khi các nhà sáng lập ấy, người ta có tư duy là hệ thống viết lại chia sẻ kiến thức rồi, thì người ta sẽ hệ thống lại được các cái kiến thức và quy trình để bắt đầu là họ vận hành cái công ty nó hiệu quả hơn với việc là tốn ít người hơn. Thì mình vẫn nhớ là Vocua lúc ngày xưa nhân sự họ đông gấp 3, gấp 4, và bây giờ đôi lúc có doanh thu nó còn không bằng trong cái giai đoạn như hiện tại sau khi đã bớt đi 50-60% các cái nhân sự từ ngày xưa. Thì tất cả chỉ xoay quanh bây giờ founder cứ thấy cái gì là người ta chuẩn chỉnh thành tài liệu hướng dẫn, video hướng dẫn hết để mình nhận vốn là xong, mình không có mất cái thời gian phải hướng dẫn đội ngũ nhiều mà mình tăng trưởng nó nhanh hơn. Thì đấy là những cái mà mình thấy là các nhà founder có thể tham khảo và áp dụng. Ngày trước khi mà dòng tiền rẻ, mọi người chi tiêu nhiều, các nhà sáng lập thì mình thấy là hầu hết mọi người sẽ tuyển được hết mọi người vào làm cho mình. Nhưng mà đến giai đoạn hiện tại các bạn có thể thấy là vì chi phí nó tăng cao, công ty lỗ, mà các nhà sáng lập là muốn công ty phát triển được thì người ta phải sắn tay lên vào làm rất là nhiều. Thì việc đầu tiên ở đây mình thấy là các bạn phải sắn tay vào làm. Làm ở đây là gì? Thường gọi là việc chính của các nhà sáng lập gọi là làm marketing và bán hàng. Người ta tham gia vào quay các cái short video trên TikTok,
Facebook, rồi YouTube, đủ các kiểu luôn. Với cái nguồn lực nó rất là ít nhưng mà hiệu quả nó rất là cao. Đối với Vua Cua chẳng hạn thì lần đấy thì nhà sáng lập mở được 40 điểm. Sau 4 tháng, tất cả những cái người mà mua nhượng quyền cái chuỗi Vua Bánh Canh đấy, người ta xem TikTok của nhà sáng lập chia sẻ. Thì mình thấy là bây giờ là các nhà sáng lập là phải tập trung nhiều vào cái việc là làm marketing tiếp thị với cái xu thế mới bây giờ là short video, để mà họ có thể hút được không chỉ là cho nhà đầu tư tìm đến, hút khách hàng, mà còn phải quảng bá cho chính cái công ty với những cái đối tượng nhân viên tài năng. Nhân viên bây giờ giỏi mà, người ta trước khi vào một công ty làm, người ta sẽ search tìm kiếm rất là nhiều về đội ngũ công ty bên đấy. Mình vẫn nhớ là nhiều bạn muốn làm việc với mình vì người ta hay đọc bài viết blog của mình, người ta hay xem các video của mình nói, người ta thấy thích thì người ta bảo em rất là muốn làm việc với anh, lương lậu có thể để thấp hơn chút đời mà em muốn theo học anh. Thì tức là đấy nó gọi là một cái lợi thế cạnh tranh của mình với những cái người mà làm trong ngành huy động vốn nó lâu năm. Nếu mà các bạn làm được là các bạn biến công ty của mình thành một cái công ty nó nổi bật trên các cái mạng xã hội và trong ngành, thì khi nhà đầu tư người ta muốn rót vốn vào mảng đấy, người ta biết mình là cái người gọi là tay chơi, gọi là trong top đầu, thì chủ động người ta sẽ tìm đến các bạn. Thì như vậy cái vị thế của mình đàm phán nó khác hơn rất là nhiều, cả ngắn hạn với dài hạn. Thì bây giờ mình thấy có hai xu thế mình nghiên cứu rất là nhiều trong giai đoạn này. Thì thứ nhất nó là về AI này. Trong những cái năm cách đây khoảng vài chục năm trước đây, có những cái giai đoạn ngắn AI nó vẫn nổi lên nhưng mà nó không tạo ra được cái gì nó khác biệt cho lắm. Mà gần đây thì từ cái giai đoạn ChatGPT nó nổi lên thì mọi người dùng rất là nhiều và nó ứng dụng được thực vào cuộc sống. Thì mình thấy là đây là một cái xu thế kế tiếp. Cái thứ hai là về mạng gọi là Web3. Web3 thì tức là mọi người sử dụng các công nghệ blockchain, phát hành các cái đồng token, các thứ. Thì mình thấy là hiện tại Việt Nam thì luật thì nó còn chưa có rõ ràng, nhưng mà khi mà mình đi sang những cái quốc gia như kiểu bên Trung Đông hay là nhiều quốc gia bên châu Phi, những cái nước phát triển ở bên Mỹ, thì mình thấy đây là một cái xu thế nó tất yếu thôi. Thì nó sẽ tăng trưởng nó tới rất là nhanh. Thì khi mà mình sử dụng cái công nghệ này thì nó sẽ giúp cho cái tốc độ luân chuyển dòng tiền nó lên gấp hàng trăm lần so với cái mô hình Web2 cũ. Thì các bạn không cần phải làm gì nhiều mà các bạn chỉ cần ứng dụng cái mô hình này vào là cái dòng tiền nó luân chuyển nhanh hơn, là doanh nghiệp của bạn lớn hơn cả trăm lần rồi. Thì đấy là hai cái xu thế mà đợt này mình nghiên cứu nhiều. Mình cũng tham gia với những cái công ty trong mảng này nhiều. Thì đợt tới là mình sẽ hy vọng nó sẽ là cái làn sóng kế tiếp.